Hi, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình rảnh rỗi mình sẽ review về các bên mới ở các phiên bản trước nha. Do lúc trước mình dạo này mình bận quá, mình cũng không làm cái clip về Pokemon, thì hôm nay mình sẽ tranh thủ làm nhiều nhiều clip về các Pokemon đó mới được. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu về Dialga nha các bạn. Dialga Pokemon chuột chuỗi. Rồi, em nói đây là chỉ dạng ở vùng Kanto các bạn. Còn vùng ở Alolan á, xíu nữa mình sẽ cho hai em nó đi chung luôn để mình test và đánh xem như thế nào. Rồi, để mình coi cơ bản kỹ năng của nó như thế nào. Rồi, em này sử dụng đam là chính nha các bạn. Và em nó có một kỹ năng boost, một kỹ năng boost thường và hai kỹ năng hệ đất và một kỹ năng hệ thường. Về nội tại của em nó là tăng 5% tốc độ khi bắt đầu trận đấu. Rồi, còn về duyên của em nó như thế nào? Rồi, gồm một em 500 từ Dialga ở vùng Alolan. Về con này, con rồng đất này. Rồi, giờ mình sẽ test thêm kỹ năng nó như thế nào các bạn. Rồi, kiếm team nào thấp thấp để mình test thôi. Rồi, level 79 đây. Cũng tầm 1M. Rồi, các kỹ năng của nó đa số là toàn đơn thể nha các bạn. Và tấn công không có hiệu ứng gì cả. Đầu tiên mình sẽ sử dụng kỹ năng này. Kỹ năng này là giảm 40% số tấn công của kỹ địch trong 2 vòng. Ủa, giảm cái gì đây? Sao nó không thấy giảm, hay giảm tốc? Rồi, để xíu nữa mình coi lại thử, hình như mình dịch sai rồi phải. Rồi, để coi chỉ số của đối thủ nha, 1.9668.14351. Ủa, nó thấy biểu tượng giảm mà thấy biểu tượng giảm này nó không có trừ không ta? Đấy, các bạn thấy nó biểu tượng giảm hình như trong khi lúc đánh luôn thì phải, chứ không phải là giảm chỉ số trực tiếp. Rồi, em nó có tận hai kêu động thổ lần. Rồi, sát thương cũng khá là ổn đấy. Như vậy là cái kỹ năng đó là nó giảm trực tiếp luôn nha các bạn. Chứ nó giảm chỉ số khi đối thủ dùng kỹ năng đó thì nó sẽ bị giảm sát thương đó. Kiểu giống như kiểu Lucario đó, nó đánh giảm trực tiếp thì phải. Để mình vào kia mình test luôn. Và kiếm đối thủ mạnh mạnh để test thì nó sẽ dễ nhận ra hơn. Rồi, để mình kiếm em Dialga cho đi cùng luôn. Đây rồi, đây rồi. Cho mỗi em mỗi bên, em hai bên đi cho dễ nhìn.
Rồi đây. Tem giờ lên 23 rồi các bạn. Rồi, lên thử tem 25 này luôn. Wow, hai em giật chuỗi. Yeah, đầu tiên mình sẽ thử em đu dây nè. Giờ mình đánh ra nha, xíu nha các bạn. Thấy hình như cũng không có gì hết này. Chắc thương nó vẫn vậy, hình như cũng không giảm gì bao nhiêu hết, hình cũng chắc cũng do máy này xài rít rít nên nó không giảm rồi. Chắc có lẽ là vậy, do máy em này sử dụng đa số là rít nên không không có hiệu ứng mà. Rồi, để mình đánh nhanh luôn các bạn. Đây vẫn còn khá là thấp nên đánh không được mạnh cho lắm. Rồi, để mình ra mình thử tiến hóa nó lên như thế nào. Rồi, tiến hóa lên cấp 2 nè. Tiếng hóa lên là Dachshund nha các bạn, thành là chuột chuỗi bay đầu. Tiếng hóa lên dạng này thì tuy nó sẽ là tấn công nhóm và cái kỹ năng giảm sát thương này cũng là thành kỹ năng nhóm luôn các bạn. Hình như để mình coi thử kiếm bếp nào đánh đam á thì mình test thử luôn. À, thiếu lever này. Rồi, tiếng hót thành là hai hai cặp luôn. Để mình đi vô di tích cổ mình đánh luôn như thế nào. Di tích cổ thì bé nó mạnh hơn. Mình test mình dễ nhận ra nó có giảm hay không thôi. Rồi đây, xem bạn là 39, gần 40. Đây rồi, hai em.
Như vậy là đẹp rồi, nguyên tem hình đất luôn. Giờ chọn 319 luôn các bạn. Rồi bút lên nào. Rồi đa số là ba con này đều sử dụng là đam hết các bạn, nên mình test dễ nhìn hơn. Đợi mình tí nha, hình như nhà có khách rồi. Rồi tiếp tục nào. Ồ, đam giảm cũng tương đối là khá là nhiều đó các bạn. Nó đánh giảm đánh đánh sát thương khá là ít nè. Trong khi Gudon mình chưa bút lên luôn các bạn. À, cũng như vậy luôn. Trong khi mình cũng chưa dám đem, chắc giờ con mẹ sẽ đem là khá yếu rồi. Rồi như vậy hiệu ứng dám đem của mày hình như cũng không hiệu quả mấy so với các bet. Rồi mình chỉ test như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Track is very personal, as it's about being stuck in a loop, living the same old life and being too afraid to take risks to accomplish more. I think this really resonated with me and Chris and led to the synergy and flow in creating this track. I hope this song clicks with